Tới 20 tháng 10, trên Facebook không chỉ có những nến, hoa, món quà hay lời chúc cho ngày phụ nữ Việt Nam mà còn xôn xao bởi một bài đăng bóc phốt chẳng hợp tình. Điều đang nói anh chồng này của cô vợ bóc phốt rằng không chỉ qua lại với một cô mà còn nhấn nút đến khéo với hai người. Trong suốt quá trình giấu vợ, người đàn ông này còn bị vợ trách cứ là độc ác, vô tâm. Theo như bà mẹ trẻ này cho biết, sau khi cưới xong, hai vợ chồng mua được chiếc xe hơi, chồng cô đã dùng nó phục vụ cho công việc nhưng lại chuyên chở gái đi ăn nhậu. Thậm chí vợ con còn chưa được chở đi ăn, đi chơi hay bác sĩ lần nào. Mỗi lần có việc cần, người chồng này đều vô bận. Không chỉ vô tâm, anh chồng này còn bị vợ kể là nhờ vũ phu bạo lực đánh đập vợ đã đành, anh chồng còn đánh cả con gái mới 28 tuổi. Bài đăng này do Facebook mở màn chia sẻ 12 giờ đồng hồ nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm đồng cảm từ cư dân mạng, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Theo tìm hiểu, người chồng trong đoạn video này là quản lý của ca sĩ Hải Lâm, rapper B-Day. Ngoài ra, dân mạng nhận ra anh từng xuất hiện trên sân khấu Người Ấy Là Ai mùa 2 và kể về câu chuyện tình yêu của mình với vợ cũng thông qua bài bóc phốt. Cô vợ cũng nhắc đến chuyện ly hôn vì đó chính là việc nên làm để khép lại mọi đau khổ cho tôi và con. Trên Facebook không chỉ có những nến, hoa, món quà hay lời chúc cho ngày phụ nữ Việt Nam mà còn xôn xao bởi một bài đăng bóc phốt chồng ngoại tình. Điều đang nói anh chồng này bị cô vợ bóc phốt rằng không chỉ qua lại với một cô mà còn lén lút lén phén với hai người. Trong suốt quá trình giấu vợ, người đàn ông này còn bị vợ trách cứ là độc ác, vô tâm. Theo như bà mẹ trẻ này cho biết, sau khi cưới xong, hai vợ chồng mua được chiếc xe hơi, chồng cô đã dùng nó phục vụ cho công việc nhưng lại chuyên chở gái đi ăn nhậu. Thậm chí vợ con còn chưa được chở đi ăn, đi chơi hay bác sĩ lần nào. Mỗi lần có việc cần, người chồng này đều kêu bận. Không chỉ vô tâm, anh chồng này còn bị vợ kể là nhờ vũ phu bạo lực đánh đập vợ đã đành, anh chồng còn đánh cả con gái mới 20 tháng tuổi.
Bài đăng này do Facebook MM chia sẻ 12 giờ đồng hồ nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cư dân mạng, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Theo tìm hiểu, người chồng trong đoạn video này là quản lý của ca sĩ Hoài Lâm, rapper B-Ray. Ngoài ra, dân mạng nhận ra anh từng xuất hiện trên sân khấu Người Ấy Là Ai mùa 2 và kể về câu chuyện tình yêu của mình với vợ, cũng thông qua bài bóc phốt. Cô vợ cũng nhắc đến chuyện ly hôn vì đó chính là việc nên làm để khép lại mọi đau khổ cho tôi và con.